Ngày 27 tháng 2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp báo ra mắt huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Theo đó, ông Philippe Jauzier sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia, đội tuyển U22, U23 Việt Nam trong thời gian từ 1 tháng 3 năm 2023 đến 1 tháng 3 năm 2026. Nhiệm vụ trọng tâm là đưa đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Đây không phải là lần đầu tiên ông Philippe đến Việt Nam. Trước đó, ông đã từng có thời gian làm giám đốc kỹ thuật tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF vào năm 2019. Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 3, huấn luyện viên Philippe Jauzier sẽ có buổi tập đầu tiên với đội tuyển U22 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 32 với 35 cầu thủ và 5 thủ môn. Ngày 8 đến ngày 12 tháng 3, đội tuyển quốc gia sẽ tập trung với 28 cầu thủ. Tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 2 trận vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026.